chiều ngày 3 tháng 9, dòng cát đỏ từ trên đồi cao đổ ào xuống đường Nguyễn Thông của quận 2 của thành phố Bình Thạnh với lượng mạnh. Một người đi xe máy chạy qua bị dòng chảy cát đỏ cuốn đi. Đến khi có người lao ra kéo lại thì mới đứng dậy được. Cát đỏ chảy tràn qua đường, tràn vào sân nhà dân. Lớp cát dày trên mặt đường có vị trí chiếc xe máy bị lún bánh. Lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết đã có mặt ở hiện trường để chỉ đạo khắc phục. Nhiều xe ủi, xe múc và xe đen được huy động đến hiện trường để cao dọn cát tràn. Công an đã hướng dẫn cả các xe ô tô đi hướng khác để ra hướng Bùi Né. Đến 17 giờ cùng ngày, mặt đường đã được cào dọn hết lớp cát để xe máy lưu thông. Các phương tiện tiếp tục cào múc cát tràn hai bên lề đường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là lượng nước từ trên đồi dồn về, trong khi hệ thống cống thoát ở khu vực này đang được xây dựng chưa đấu nối nên đã gây dòng chảy cát tràn. Trước đó ở vị trí này vào tháng 7 vừa qua, cát cũng cát tràn xuống. Ai sẽ sang tay khi cơn lũ cát cuốn theo tất cả. Cát lũ cuốn trôi, cuốn đời người tan, xe máy ngăn lại giữa biển cát ngập tràn. Đường phố Phan Thiết xưa nay hiền hòa, giờ trong giông tố hoang tàn lũ ca. Cát lũ cuốn trôi, cuốn đời người tan, sẽ mấy năm lại giữa biển cát ngập tràn. Đường phố Phan Thiết xưa nay hiền hòa, giờ trong giông tố hoang tàn lũ ca. Cát lũ cuốn trôi, cuốn đời người tan, sẽ mấy năm lại giữa biển cát ngập tràn. Đường phố Phan Thiết xưa nay hiền hòa, giờ trong giông tố hoang tàn lũ ca. Hãy cùng chung tay xây lại ngày mai, đừng để thiên tai chia rẽ. Người dân và các cơ sở du lịch ven biển thành phố Phan Thiết Bình Thuận từ lâu lo ngại tình trạng lũ cát tràn vào nhà cửa và tài sản. Trong những ngày qua, trên Nguyễn Thông phường số 2 liên tục xảy ra lũ cát gây chia cắt đường, cuốn trôi xe cộ và ngập nhà dân. Tại các khu vực khác như Mũi Né, Hàm Tiến, lũ cát diễn ra với mức độ nghiêm trọng hơn, gây nhiều thiệt hại. Người dân phản ánh sau mưa lớn, cát đỏ từ đồi cao và các dự án xây dựng tràn xuống, nhưng tình trạng này kéo dài nhiều năm chưa được xử lý triệt để. Nguyên nhân lũ cát ở phố 2 được xác định do hệ thống thoát nước trên đường Võ Nguyên Giáp chưa hoàn thiện. Ông Lê Văn Chơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Phan Thiết cho biết, việc khắc phục chỉ có thể hoàn tất sau khi dự án thoát nước hoàn thành. Đường phố Phan Thiết xưa nay hiền hòa, giờ trong giông tố hoang tàn lũ cát.